Ok nhé. Quá là lành nhé. Hôm nay lại cho trái chi trái mà đánh đến tù lanh vậy thôi. Mít quá thay chiều lòng mọc. Dịch nhanh và dịch khoát. Rồi ok chưa? Sạch không còn một cọng. Thành gốc kinh lông nhé. Ok quá, xong mình lại phân gốc thừa này đi nhé. Chúng ta cần kinh gốc kinh lông nhé. Đây là nách là được quá sạch nhé. Không đỏ rát hay là chảy màu như những quát khác nhé. Nhưng thỏa màu trắng là lành và màu trắng là giúp sạch lồi chân lông và làm chậm quá trình lông mọc nhé. Rồi ok, để xong một quá trình.